Sau khi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, Ủy ban châu Âu EC đã đồng ý gia hạn thời gian gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta đến hết tháng 10 năm nay. Trên tinh thần EC cho thêm thời gian, lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã tăng cường trong việc tuyên truyền, vận động, ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá của tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép. Việc Ủy ban châu Âu gia hạn thêm thời gian để xem xét gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta, điều này cho thấy những nỗ lực, cố gắng của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Xác định là lực lượng nòng cốt trong tham gia vào nhiệm vụ tháo gỡ thẻ vàng, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển, làm ăn, đánh bắt đúng quy định, lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang xác định cần chủ động hơn, quyết tâm hơn và cuộc kiên quyết hơn để góp phần vào trách nhiệm chung của cả nước, đó là vì sự sống còn của ngành thủy sản, một ngành kinh tế mũi nhọn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác biên phòng, tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn, hướng tới chấm dứt việc tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, đồn biên phòng Tây Yên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang luôn sát cánh cùng ngư dân. Lực lượng biên phòng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như gặp gỡ ngư dân trực tiếp tại tàu khi ra khơi, khi về bến sử dụng hệ thống loa phát thanh của địa phương, phát tờ rơi, lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt của xóm, ấp. Vận động bà con ngư dân, đặc biệt là các chủ phương tiện chấp hành tốt việc đánh bắt theo quy định và không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác. Từ đó đã từng bước giúp bà con ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, tự giác chấp hành các quy định trong đánh bắt, khai thác hải sản. Trong quá trình tuần tra trên biển, những tàu nào tái phạm, vi phạm, lực lượng biên phòng sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương để cùng với địa phương có biện pháp ngăn ngừa sự việc tái diễn. Tuyên truyền cho tàu em ga làm đúng ở vùng biển Việt Nam, không có đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài, rồi hộp đen giám sát hành trình đầy đủ. Nói chung là lần nào đi cũng được mấy anh chạm này nhắc nhở, rồi mấy ảnh kiểm tra rất là chu đáo về thiết bị giám sát rồi. Đây là cũng nhờ anh em nhắc nhở cho đánh bắt ở vùng biển mình, không đánh bắt trái phép ra nước ngoài, không sai luật pháp. Và nhờ mấy anh em nhắc nhở để mình để là làm về có kiếm tiền của nuôi vợ nuôi con, chứ đi ra nước ngoài ở tù là không giờ chịu được. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cùng với đó thì chúng tôi đã kiên quyết là kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái hành vi vi phạm, chỉ đạo các đội trạm, đặc biệt là trạm kiểm soát, không được tiếp tay làm ngơ cho các phương tiện mà không đủ thủ tục giấy tờ được xuất bến. Chúng tôi kiên quyết là kiểm tra, lập biên bản 100% phương tiện từ đủ 15 mét trở lên khi xuất bến, và tất cả các phương tiện khi xuất nhập bến phải được kiểm tra, đặc biệt là về giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cái máy giám sát, tức là máy VMS. 100% phương tiện khi xuất bến phải đầy đủ các cái thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn. Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có khoảng 9.845 tàu cá từ 6 mét trở lên, trong đó tàu cá 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ có gần 4.000 chiếc. Việc tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản là rất cần thiết, bởi không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà đây còn là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả về chống khai thác IUU, góp phần vào việc gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam.